Sáng nay, Phó Chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ. Tại nhà hàng Khúc Đắc gần giao lộ Lý Tự Trọng, Trường Định, phường Bến Thành, đoàn phát hiện toàn bộ mặt tiền căn nhà 5 tầng xây gạch bít kín, không cửa sổ, lối thoát hiểm. Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn liên ngành lập biên bản ghi nhận các lỗi như trái quy chuẩn xây dựng, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ông Hải nói, tại Hà Nội đã từng xảy ra vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết cũng vì bịp bùng không lối thoát. Do vậy, phải xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm này. Ông Hải cho rằng cơ sở kinh doanh xây bít mặt tiền tiềm ẩn những nguy cơ, nếu cháy nổ xảy ra thì những người bên trong thoát ra ngoài là rất khó, cứu hỏa cũng không có chỗ tiếp cận để dập lửa. Ông Đoàn Hải cùng đoàn kiểm tra tiếp tục xử lý vi phạm tại hai quán karaoke Kingdom và Avatar trên đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh. Ông Hải nhận thấy mặt tiền của hai điểm kinh doanh này bị bảng quảng cáo che kín, không lối thoát hiểm, rất nguy hiểm. Ngoài ra, hai quán này bị lực lượng chức năng xử phạt lỗi về phòng cháy chữa cháy trong năm 2017 với tổng số tiền lên 70 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ các hạng mục sai phạm. Ông Hải yêu cầu phường trực tiếp lập biên bản, xử phạt mỗi quán 35 triệu đồng, quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ trong 4 tháng. Cũng trong sáng nay, kiểm tra chung cư 247 đến 249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, ông Đoàn Ngọc Hải cũng nhắc đi nhắc lại vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8 khiến 13 người chết để làm bài học và kêu gọi cư dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ông yêu cầu lãnh đạo phường Cô Giang xử lý tình trạng người dân để đồ đạc chiếm dụng hành lang, lối thoát hiểm, che đậy hệ thống chữa cháy tại chung cư này. Ngoài ra, ông đề nghị cư dân đóng góp rồi cùng nhà nước làm một hành lang thoát hiểm bằng sắt để ngoài trời phòng khi có sự cố xảy ra. Tin mới về việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức Phó Chủ tịch quận 1. Trong lúc chờ thành phố xem xét đơn xin từ chức, hồi đầu tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 bất ngờ gửi đơn xin từ chức đến Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo quận 1. Về lý do xin từ chức, ông Hải nói được giao trách nhiệm lập lại trật tự về hè nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Sau gần 3 tháng gửi đơn, tới nay chính quyền vẫn chưa có kết luận về vụ việc. Trả lời về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đơn xin nghỉ việc của ông Hải vẫn đang được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Trong quá trình đợi xem xét đơn thì ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm việc bình thường. Ngày 27 tháng 3, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm công tác quận 1 đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành. Ngay sau đó, ông Hải tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều chung cư trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành. Qua quá trình đoàn kiểm tra liên ngành nhận thấy các tầng hầm giữ xe chung cư không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, lối đi vào tầng hầm bị chiếm dụng, cơi nới công trình bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Ông Hải yêu cầu lãnh đạo các phường không chủ quan, khẩn trương tổ chức tháo dỡ, thu gọn tất cả các vật dụng trong cản trở lối đi, vật dụng cơi nới dễ cháy. Tôi mời anh xuống xác định giấy tờ xe. Vâng, vâng, để chúng tôi lập biên bản theo quy định. Tôi không có đập xe. Tại trên. Về lỗi thì em chịu, em phạt, em chấp nhận phạt nhưng mà phải là chủ tình của lý. Dạ vâng, em biết mà em ngại lên lấy bác thì nhiều lắm. Bây giờ em người có tiếng của bác. Bây giờ anh cũng biết nhiều rồi, không nên. Dạ vâng, em không phải là sai của em nhưng mà em là. Tôi nói anh nghe, anh cũng biết nhiều rồi. Đây là thứ nhất. Dạ vâng, em biết. Thứ hai là cái xe của anh đầu là quán nhậu, một cái nhà quán nhậu quán bia này. Dạ vâng, vâng, vâng. Anh lên anh cũng biết nhiều rồi. Và khi tôi đứng ở bên kia tôi coi. Không, em báo bác.
tôi nói, anh nói rồi đến lượt tôi nói. Tôi nhìn rõ ràng là nhân viên của tôi không có động thái nào đập xe anh hết. Và anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và anh đã có hành vi chống đối lại xe, cửa xe em. Tôi chưa thấy cái chuyện đó. Tôi nhìn không phải tôi nha. Tôi nhìn bên kia rõ ràng nhân viên của tôi không ai đập xe anh hết. Đập cửa xe em đập vào. Họ chạy có quyền thế rồi. Tất cả phóng viên báo chí ở đây có tâm biết hết mà. Nếu mà nhân viên tôi có hành động đập xe anh không có nói nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và tôi xin lỗi anh. Xin lỗi tay để quay phim bất thường nhưng mà không quay phim. Bây giờ cái hành động của anh là không đúng đắn đâu. Cần đưa cầu xe cho lên. Không phải là chỉ, tại sao phải chỉ em? Ở phải công an phường không? Không, mình không có bao giờ mình động bình định. Em sai em chịu. Em chịu đóng phạt, em chịu hết tất cả. Bất Hải là đóng mình ở quận nhất, phó chủ tịch quận nhất tại chị để dìm như là mấy ngày. Ok, em chấp nhận lỗi, em có lỗi, em nhận lỗi. Em không bao giờ bào chữa bất kỳ đấy. Có đồng cảm không? Một cái sai nữa là bây giờ em không có ô cô lăng được đâu. Dạ vâng, đúng rồi, chính xác. Em không có ô cô lăng được đâu. Dạ vâng, bao nhiêu bánh? Em có bia rượu để vô quân ăn. Dạ không các bác. Em có được chứng minh như thế không? Giấy tờ cầm xe đây. Xe tôi đang như thế này muốn lấy cái gì? Xe tôi tài không được xe tôi chỉ giá không được tiền không biết không được tiền không biết
nhiêu đi. Dạ mình cũng buôn bán sao không đéo mình cũng tới luôn. Thấy xe bao đừng nhanh đâu. Đúng ăn đâu. Xe không nghe nè. Bảo lắm. Chỗ mình như nào là biên bản đưa tôi ký. Ai đại diện đưa biên bản tôi ký. Công an nào. Công an nào. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Trường Tôn, quận nhất đưa tôi ký đúng không? Đưa tôi ký, tôi chứng nhận. Xe tôi lấy đồ những vật dụng tôi dân tôi về. Tôi muốn làm những chậu xe, muốn bán xe được, không muốn chậu. Tôi chạy xe này được thì tôi làm được xe này. Nhớ nha, mấy bạn nói nha, mấy bạn nhớ nha. Xe tôi muốn chậu đi, không có mặt tôi. Nhất thứ hai, tôi phải là với người công an, có chức vụ. Kiểm tra xe tôi là miên man hiện trường xong xong của cậu cậu hiện tại là xe tôi cổ 5 tỷ trong đó với 1 ký heroin ông đòi dâm đảm bảo lấy xe tôi đi ông nói chuyện trách nhiệm ông đào đồ hải đúng không phó chủ tịch công an phó chủ tịch nhân quận nhất luôn xe tôi cổ 5 tỷ với 1 ký heroin dám đảm bảo không chứ đâu không là vì tôi không có tiền đồn xe ngày xưa niêm phong không có mặt của tôi mặc dù xe tôi đang nổ máy đâm mặt xin nhanh động cơ bất nổ các bạn nhớ nha tôi không có làm sai đâu của xe tôi chịu có hoài công an không có mơ nha. Ê tôi mời đi xin lỗi nha tôi không không tôi không không có mời tôi miễn đắc tôi không mời tôi không vậy sao anh nắm đắc tôi à tôi không có làm gì hết tôi không có làm gì hết mà tự nhiên bắt tôi về xe tôi bị cảm không phải không phải anh cứ bình thường tôi bình thường mà tôi không làm gì hết chứ tôi không làm gì hết chứ tôi đưa chứng minh giấy tờ cho đây là ba anh gì vậy tôi đưa chứng minh không phải bây giờ mời anh lên đây Ở đâu rồi? Không, không. Đi. 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 Đi